Xin chào các em học sinh trường Trung học Hậu Giang thân mến. Thầy rất vui được gặp lại các em. Thầy là thầy Việt. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em trong giờ học trực tuyến môn thể dục lớp 6 ngày hôm nay. Trước khi vào học thì cũng như mọi khi, thầy muốn nhắc nhở các em một số điều. Đó là chúng ta sẽ chuẩn bị trang phục thể thao gọn gàng để dễ dàng vận động. Thứ hai là ở những phần mà lý thuyết thì các em sẽ ghi lại bài. Để một chút nữa sau khi kết thúc buổi học này thì các em sẽ nhận được một form bài tập điểm danh thì các em sẽ làm theo dặn và đọc đúng thời gian và các em sẽ chú ý lắng nghe để nắm rõ và có thể trả lời được chính xác nhất. Giờ chúng ta đi vào nội dung bài học ngày hôm nay. Nội dung bài học ngày hôm nay thì gồm có hai nội dung, đó là nội dung ném bóng và chúng ta đã được học ở những tuần trước ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ hoàn thiện kỹ thuật ném bóng một tay trên vai và chúng ta sẽ kết hợp với đó là chơi một số trò chơi với kỹ thuật ném bóng này. Thứ hai đó là chúng ta sẽ học chạy cự ly trung bình. Chúng ta sẽ tập luyện động tác bổ trợ cũng như là kỹ thuật chạy cự ly trung bình và học với kỹ thuật xuất phát và tăng tốc sau xuất phát. Đó là bài học nội dung bài học ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta bước vào nội dung bài học ngày hôm nay các em ha. Thì chúng ta sẽ học nói qua luôn một phần về lý thuyết ha, rồi chút nữa chúng ta sẽ bắt đầu vận động luôn cho nó được liên tục ha, cho cơ thể chúng ta làm nóng liên tục, nó không có nguội. Chút nữa chúng ta khởi động xong là chúng ta tập luôn ha các em ha. Rồi về ném bóng thì đương nhiên mình phải nhắc lại cái kỹ thuật cầm bóng ha, cách cầm bóng. Cách cầm bóng thì chúng ta cầm bóng bằng tay thuận ha, tay thuận thì là cái tay mạnh của chúng ta đó, để bóng lên các chai tay này, chủ yếu cái ngón trỏ giữa và ngón áp út. Rồi chúng ta nhớ chưa, bóng thì chúng ta có thể chuẩn bị bóng cao su hoặc là bóng chúng ta tự chế bằng giấy quấn keo lại hay bóng ni lông lại cũng được ha các em ha. Rồi thì tư thế chuẩn bị ném bóng tại chỗ nè, ở tư thế chuẩn bị tay thuận chúng ta cầm bóng co tự nhiên trên vai, khuỷu tay gập, tay không cầm bóng đưa ngang vai, bàn tay duỗi thẳng định hướng. Định hướng là định góc ném của mình đó, thân trên thẳng, hai chân đứng trước sau, trọng tâm dồn vào chân trước, mắt nhìn theo hướng ném và mắt chúng ta nhìn theo hướng ném ha. Khi thực hiện nè thì tay thuận đưa bóng từ sau ra trước và ném, vai và hông cùng chuyển động về phía trước theo hướng ném, chân sau có thể bước lên một bước để giữ thăng bằng. Thì chút nữa chúng ta sẽ bước qua tới giai đoạn giữ thăng bằng nữa ha. À, cái kỹ thuật mà ném bóng một tay trên vai mà ném tại chỗ này thì chúng ta có những cái hình thức tập luyện như sau ha. Thì chúng ta có thể vẽ những cái đồng vòng tròn đồng tâm hoặc là vẽ một cái ô gạch ở dưới nhà chúng ta đó, chúng ta ném vỏ bóng vào trong cái ô gạch đó, hoặc là chúng ta có thể vẽ những cái vòng tròn đồng tâm ở trên tường ha, cách chúng ta khoảng từ 3 đến 5 mét. Hoặc là nếu mà chúng ta ra sân tập thì chúng ta có thể vẽ cách từ 10 đến 15 mét ha. Rồi chúng ta sẽ ném chính xác vào cái vòng tròn đó. Rồi tư thế chuẩn bị thì giờ cũng giống như là tư thế chuẩn bị mà chúng ta vừa mới học nãy ha, thì chúng ta đứng tư thế chuẩn bị của ném bóng thôi. Một tay trên vai, chân trước đứng sau cái vạch mà chúng ta vẽ đó ha. Và thực hiện kỹ thuật ném bóng một tay trên vai và ném làm sao cho nó chính xác vô cái vòng tròn đồng tâm đó, và đó là mục tiêu của chúng ta ha. Rồi chú ý nè, kỹ thuật ném bóng thì gồm có 4 giai đoạn thôi các em nhớ nha, có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chuẩn bị chúng ta là nãy hồi chạy đà ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng ha, thì chúng ta phải ném tại chỗ thì mình sẽ không có giai đoạn chạy đà. Rồi kỹ thuật ra sức cuối cùng, giai đoạn ra sức cuối cùng bắt đầu từ khi chân bên tay không thuận cầm bóng tiếp đất, sau đó xoay hông và ưỡn thẳng cân thẳng thân quay về hướng ném. Lúc này tay cầm bóng là tay thuận, tay cầm bóng ta đó, thân trên và chân sau tạo thành một hình cánh cung, sau đó gập nhanh thân trên để ném bóng lên cao ra xa hướng về khu vực quy định. Đây là chúng ta ném tính thành tích xa ha. Còn nếu như chúng ta mà ném cho về trúng đích á thì chúng ta sẽ phải nhắm cho chính xác nữa ha. Rồi sau khi ném xong thì chúng ta sẽ bước qua giai đoạn là giữ thăng bằng, được chưa? Giữ thăng bằng. Kỹ thuật giữ thăng bằng thì chúng ta sẽ có hai kỹ thuật giữ thăng bằng, đó là giữ thăng bằng bằng chân trước và giữ thăng bằng bằng chân mà bật nhảy đổi chân. Cái hình đầu tiên chúng ta là giữ thăng bằng bằng chân trước ha. Rồi sau khi ném bóng, chân trước trụ vững, thân trên ngã nhiều ra trước, tay không cầm bóng đánh nhanh ra phía sau để giữ thăng bằng. Rồi tay không cầm bóng tức là tay mà tay không thuận chúng ta đó, đánh nhanh ra phía sau để giữ thăng bằng. Rồi thứ hai đó là giữ thăng bằng. Nhảy đổi chân, bật nhảy đổi chân.
Sau khi ném bóng, chúng ta nhanh chóng bật nhảy đôi chân nè. Đây là chúng ta sẽ nhanh chóng bật nhảy đôi chân cùng lúc với chúng ta ném bóng luôn ha. Cùng lúc vận động tay và chân cùng lúc với nhau luôn. Thân trên cũng ngã nhiều về trước, gập nhanh về trước ha. Tay không cầm bóng cũng sẽ đánh nhanh về phía sau để giữ thăng bằng. Đó, nếu chúng ta không đánh nhanh tay về sau thì chúng ta sẽ mất thăng bằng, và tròn về trước đó chúng ta sẽ là phạm quy ha. Rồi, từ những cái kỹ thuật ném bóng ở trên đó, thì bây giờ chúng ta cũng có một số trò chơi liên quan tới cái việc ném bóng này, như là cái trò chơi ném vòng ha. Rồi, mục đích chúng ta rèn luyện khả năng ném trúng đích nè, khả năng phối hợp vận động và tinh thần đồng đội. Dụng cụ thì chúng ta chuẩn bị những cái dụng cụ đơn giản như là vòng nè, vật chuẩn để ném ha, hoặc là một cái hình chớp như vậy, như trong hình ha, để chúng ta ném vào cái hình chớp, vòng vòng chớp đó. Cách thực hiện thì người chơi chia thành các nhóm nè, các bạn cầm vòng lần lượt đứng sau vạch quy định và ném vào vật chuẩn. Ném vào vật chuẩn này chúng ta thấy cái hình minh họa ha. Rồi, mỗi vòng rơi vào vật chuẩn được tính là một điểm. Điểm của nhóm nào điểm điểm của nhóm là bằng tổng điểm của các bạn trong nhóm cộng lại ha. Nhóm nào có điểm nhiều hơn thì nhóm đó là nhóm thắng cuộc ha. Rồi, trò chơi rất là đơn giản ha, mà hy vọng là chúng ta sẽ nhanh chóng được chơi. Rồi, bây giờ chúng ta cũng sẽ nói qua một chút xíu về cái nội dung chạy cli trung bình ha, để chút nữa chúng ta khởi động xong chúng ta tập luôn, chúng không còn phải dừng lại để nói thêm về cái phần lý thuyết nữa ha. Thì chạy cự ly trung bình, bữa trước thầy cũng đã nhắc rồi ha, chạy cự ly trung bình là nội dung cơ bản trong môn điền kinh, giúp tăng cường sức bền, nâng cao sự dẻo dai cho người tập. Các nội dung chạy cự ly trung bình thường có quãng đường từ 500 đến 2000 m. Thì với một quãng đường dài như vậy á, thì chúng ta sẽ có phải những cái chạy trên những cái đường vòng chứ không, hoặc là chúng ta không có chạy được cái đường xa dài ra như vậy. Nếu không có dự ly chúng ta phải chạy trên những cái đường vòng ha, thì đó chúng ta sẽ có học những cái kỹ thuật như là chạy trên đường vòng chẳng hạn. Để tập luyện cự ly chạy cự ly trung bình sẽ giúp cho các em có sức bền nè, ý chí và khả năng vượt qua khó khăn. Đó là những cái nội dung chính. Rồi, buổi trước thì chúng ta đã học là kỹ thuật xuất phát nè, rồi chạy trên đường vòng, chạy giữ quãng nè. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ học cái kỹ thuật xuất phát và tăng tốc sau xuất phát. Rồi chúng ta nhìn hình ha. Kỹ thuật xuất phát thường dùng trong chạy cự ly trung bình đó là kỹ thuật xuất phát cao. Ở kỹ thuật cao này sẽ có hai, nhớ nha, có hai cái hiệu lệnh, đó là vào chỗ và chạy. Đối với hiệu lệnh đầu tiên nè, là hiệu lệnh vào chỗ nè. Khi nghe hiệu lệnh, một chân bước lên sau vạch xuất phát. Chúng ta nhớ nha, bước lên sau vạch xuất phát, không dẫm lên vạch xuất phát ha. Nếu mà chúng ta dẫm lên thì sao, sẽ bị phạm quy. Trọng tâm chúng ta dồn vào chân trước, thân trên hơi ngã ra trước, tay co tự nhiên, tập trung nghe hiệu lệnh tiếp theo. Đó, tập trung nghe hiệu lệnh tiếp theo ha. Khi mà có hiệu lệnh chạy hoặc là tiếng súng hoặc là tiếng vỗ tay hay gì đó thì chúng ta, tức là cái hiệu lệnh xuất phát chúng ta đó ha, thì là chạy nè, thì khi nghe hiệu lệnh nhanh chóng chạy nhanh về phía trước và tăng tốc để chiếm vị trí thuận lợi, đồng thời chạy sát mép trong của đường chạy. Sau này chiếm vị trí thuận lợi ha, tức là khi mà chúng ta chạy không đường chạy cự ly trung bình đó, thì chúng ta không có tăng tốc từ lúc đầu, không, chúng ta sẽ có một tốc độ ổn định ha. Thì lúc đó chúng ta phải chiếm một cái vị trí thuận lợi, chẳng hạn như là chúng ta phải chạy ở mép trong của đường chạy. Tại sao? Nếu mà chúng ta chạy vòng tròn mà chúng ta chạy cái mép ở ngoài á, thì cái quãng đường chúng ta sẽ xa hơn là người chạy mép trong ha. Đó, cho nên chúng ta phải cố gắng tăng tốc sau xuất phát để chiếm được cái vị trí thuận lợi và chạy mép trong đường chạy ha. Rồi, chúng ta sẽ có một số cái điều luật cơ bản trong chạy cự ly trung bình ha, như là cơ bản nhất đó là chưa có hiệu lệnh chạy mà chúng ta xuất phát thì là chúng ta sẽ bị phạm quy ha. Hai nữa là chúng ta sẽ dẫm lên vạch đích cho vạch xuất phát chẳng hạn. Rồi, các cự ly thi đấu chính thức của nội dung chạy cự ly trung bình thì nãy thầy mới nói rồi ha. Khi thi đấu ở cự ly trung bình, vận động viên thường sử dụng sức phát cao, có thể nhập trung đường chạy trong lúc thi đấu ha. Thì nãy thầy đã nói là mình phải chiếm cái vị trí thuận lợi và chạy áp sát mép trong vòng chạy ha. Thì có nhiều vận động viên thì ai cũng sẽ, sau khi ta xuất phát xong thì người ta cũng sẽ tấp vào sát mép trong đường chạy ta chạy, thì lúc đó thì sẽ là chung một đường chạy có nhiều vận động viên ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái việc là chúng ta bắt đầu tập luyện ha. Thì đầu tiên chúng ta, trước khi tập luyện thì chúng ta sẽ khởi động. Rồi, bây giờ các em sẽ chuẩn bị đứng dậy để chúng ta khởi động và tập luyện ha. Rồi, bài khởi động bắt đầu.
Chúng ta vừa mới khởi động xong, đó là khởi động chung của chúng ta, tức là những khởi động chung làm nóng cơ thể chung. Thì để cho buổi tập chúng ta nó xuyên được liền mạch hơn, thì chúng ta sẽ khởi động chuyên môn ở cái nội dung chạy cự ly trung bình luôn. Chúng ta sẽ ôn tập và tập cái nội dung chạy cự ly trung bình trước ha, và cái nội dung ném bóng chúng ta sẽ cuối cùng. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào khởi động chuyên môn hay là tập những động tác bổ trợ trong chạy cự ly trung bình. Thì những động tác quen thuộc như là chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông hay là đạp sau, thì các em sẽ tập cho thầy lại để cho nó quen hơn, nó thuần thục hơn, nó tốt hơn cho cái việc chạy chúng ta. Đồng thời có những động tác mới mà tuần trước chúng ta học đó ha, tuần trước chúng ta học đó là những động tác như là chạy bước chéo
hay là chạy bước ngang thì chúng ta sẽ ôn tập lại và tập luyện cho nó tốt hơn nữa. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Rồi, hôm nay thì chúng ta ôn tập lại bổ trợ kỹ thuật chạy ngắn như là tập luyện. Nói lại anh, thì bắt đầu động tác đầu tiên chúng ta sẽ ôn tập đó là động tác chạy bước nhỏ và hoàn thiện luôn các bạn ha. Rồi, động tác chạy bước nhỏ. Các bạn phải nhìn thầy chạy trước của bạn ha. Rồi, vậy. Rồi, động tác này thì chúng ta chú ý nè. Khi chúng ta đặt chân lên, đúng không? Đặt chân lên chúng ta đặt ở gần mặt chân mình bước nhỏ mà chúng ta không đặt chân thang ha. Rồi chúng ta được đặt xuống mũi chân xuống nè, đặt mũi chân xuống. Đặt chân ta là làm đặt mũi chân xuống. Đồng thời lúc đó chúng ta miết miết mũi chân về phía sau, thẳng chân. Chân bên đây cũng vậy, miết mũi chân về phía sau thẳng chân, miết mũi chân ra thẳng chân. Rồi hai tay ta co lên ngang đôi tay, cánh tay gường với lại chân, cánh tay co đem với chân ta. Ví dụ chúng ta đang chân trái lên, thì chúng ta cánh tay phải lên. Rồi. Rồi được chưa? Rồi công tác này thì chúng ta có thể tập tại, nếu mà nhà chúng ta chậm chúng ta tập chỗ, tập tại chỗ không thì chúng ta có thể di chuyển từ 5 đến 10 mét ha. Rồi động tác tiếp theo nó là động tác nâng cao đùi, chạy nâng cao đùi ha. Ở động tác chạy bước nhỏ đó, thì mục đích của nó là làm cho chúng ta tăng cái tần số bước chạy lên trong chạy ngắn ha. Trong chạy ngắn thì cái tần số bước chạy rất là quan trọng, thì bữa trước chúng ta mới vừa học sức nhanh đó thì cái tần số động tác rất là quan trọng ha. Chúng ta sử dụng động tác chạy bước nhỏ vừa khởi động và vừa để làm tăng tần số lên, tần số bước chạy chúng ta lên ha. Rồi tăng tần số rồi lên đây nghe ha. Rồi bắt đầu. Rồi ở động tác nâng cao đùi này thì nâng đùi chúng ta lên, nâng đùi chúng ta lên ngang cái đùi chúng ta gần như là song song với mặt sàn nè, song song với mặt đất nè, và ngang qua mặt nó ngang được rồi ha. Chúng ta cũng không cần phải nâng lên cao quá, đồng thời cẳng chân chúng ta chuẩn bị thoải mái thả lỏng. Rồi chúng ta đặt xuống, cũng đặt bằng một mũi bằng chân chúng ta ha, được chưa? Đồng thời lúc đó chúng ta đổi chân lên, nếu chúng ta di chuyển và đổi chân lên, nếu chúng ta chạy tại chỗ thì chúng ta bật lên tại chỗ, được chưa? Mục đích của động tác nâng cơ đùi này trong chạy ngắn là làm gì? Là tăng sức mạnh những cơ đùi chúng ta lên, tăng sức mạnh những cơ đùi chúng ta lên ha. Và một cái nữa đó là định hướng đường chạy chúng ta, là chúng ta nâng chân lên hạ xuống nè, định hướng đường chạy thẳng chúng ta. Rồi, rồi chúng ta thực hiện lại chỗ. Rồi các bạn chú ý nha, khi mà chúng ta nâng chân lên thì chúng ta cần nâng chân lên vuông góc như được rồi. Chúng ta không có nâng lên cao quá, tại vì sao thế rồi? Nên đây chúng ta đang học đây là chạy ngắn để cho nó chạy nhanh lên. Khi mà chúng ta nâng chân lên cao quá như thế này nè, thì cái người chúng ta sẽ bị ngã về phía sau như vậy thì chúng ta sẽ không đạt được vận tốc tốt. Rồi động tác thứ ba mà chúng ta sẽ học tập luyện đó là động tác chạy gót chạm mông. Rồi mời nhìn thầy thực hiện coi. Rồi ở động tác gót chạm mông này chúng ta cố gắng bật chân làm sao cho thẳng chân ta đá lăn về phía sau, cao lên chạm cho mông ta lăn, thì mục đích đó làm cho cái cơ chúng ta tăng tần số cơ đùi ta lên. Rồi chúng ta thực hiện tại chỗ mà phải di chuyển ha, chúng ta cũng không có tham một bước dài quá. Rồi động tác tiếp theo đó chúng ta học đó là động tác đá lăn trước. Rồi ở cái này á, các bạn chú ý chân lên đá, chân nó bạn tự nhiên một tiếp xúc bằng mũi bằng chân nha. Rồi hai tay chúng ta thì cũng co lên co tới vị tay và đồng thời cánh tay so đen với chân chúng ta. Rồi một động tác cuối cùng ta học đó là động tác chạy đằng sau. Động tác đằng sau thì nó sẽ tương đối khó hơn rồi những động tác khác ha. Chúng ta phải động tác này chúng ta không ít khó chạy để chọn không được thì nếu mà nhắm ra diện tích chúng ta sẽ chạy ha. Rồi chúng ta đang chưa đi trước nè. Rồi chúng ta cần phải bước dài ra trước vậy đó. Rồi ta bước dài trước nè. Và nếu nhà ta nếu mà nhà ta có thể là hơi chậm hơn, chúng ta có thể tập lại những động tác này cho thầy. Rồi chúng ta giữ người xuống nè, hạ người xuống ha, sau đó chúng ta bật mỏi chân. Được chưa? Tác vậy thì chúng ta cũng đã tập này 10 đến 12 lần rồi các bạn ha.
Rồi, chúng ta mới vừa tập xong đó là những động tác hỗ trợ, tức là những bước nhỏ là cơ đùi có chậm mông nên là đã lăn trước coi là làm sao mà những động tác tương đối là chúng ta đã quen thuộc ha. Bây giờ chúng ta sẽ có nội dung mới, đó là những động tác này cũng tục hỗ trợ cho việc kỹ thuật chạy chúng ta, nhưng mà hai động tác này tương đối mới chúng ta, đó là động tác bước ngang và bước chéo. Rồi bây giờ bạn qua động tác thầy thực hiện ha. Đó là động tác bước ngang, thầy thực hiện trước sau đó thì sẽ phân tích sau ha. Rồi, do cái điều kiện không có diện tích để mình di chuyển nào, bây giờ phân tích nè. Rồi chúng ta bước chân trái sang ngang, sau đó chân phải chúng ta bật tèo. Bước chân trái sang ngang, sau đó chân phải chúng ta bật tèo. Được chưa? Nếu thực hiện ngược lại thì chúng ta bước chân phải sang ngang, chân trái bật tèo. Đó là bước ngang ha, và chúng ta sẽ di chuyển từ 5 đến 10 mét. Rồi, cái thứ hai, động tác thứ hai tiếp theo đó là bước chéo. Bước chéo chúng ta thực hiện động tác hai tay chúng ta còn co tự nhiên, ta xoay theo và xoay thân người. Rồi, bước chân trái. Nếu vừa phải chúng ta cũng làm một động tác cũng được. Được chưa? Rồi, chúng ta bước chân trái nè, bước chân trái sang ngang, sau đó chân phải chúng ta bước về phía trước. Bước về phía trước ha, sau đó bước chân trái sang ngang, chân phải chúng ta bước về phía sau. Bước chân trái sang ngang, chân phải bước về trước. Cứ như vậy chúng ta đi hết được chạy chúng ta. Và thực hiện ngược lại, chúng ta bước chân phải sang ngang, chân trái bước về trước. Bước chân phải sang ngang, chân trái bước về sau. Được chưa? Rồi, do điều kiện không có diện tích thì thầy sẽ thực hiện ngắn cho bạn xem thử ha. Rồi, cứ thực hiện. Đồng thời lúc đó hai tay chúng ta nè, hai tay chúng ta đánh người xoay eo theo, đánh người chúng ta xoay eo theo, chưa? Rồi như vậy là một số động tác hỗ trợ cho việc tập kỹ thuật chạy như là chạy đi trung bình chúng ta ha. Rồi các bạn có thể tập đi tập lại nhiều lần để cho nó quen dần, rồi khi mà ra sân chúng ta sẽ tập luyện được tốt hơn ha. Chúng ta vừa mới học xong nội dung chạy cự ly trung bình. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghỉ mệt chút xíu, uống một xíu nước ha. Sau đó chúng ta sẽ bước qua nội dung thứ hai, đó là nội dung ném bóng. Ở đây cụ thể là chúng ta sẽ hoàn thiện kỹ thuật ném bóng một tay trên vai. Rồi chúng ta bắt đầu. Hôm bữa chúng ta đã học nội dung ném bóng rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại nội dung ném bóng, và hôm nay chúng ta sẽ hoàn thiện luôn kỹ thuật ném bóng ha. Có những kỹ thuật ném bóng ra trước, hai tay qua đầu, thì hôm nay chúng ta sẽ hoàn thiện kỹ thuật ném bóng một tay trên vai, và chúng ta hoàn thiện kỹ thuật ném bóng tại chỗ và di chuyển luôn ha. Rồi chuẩn bị cho thầy đó là quả bóng ha. Mình có thể nếu mà nhà chúng ta có bóng thì càng tốt, mà nếu không có thì chúng ta sẽ thực hiện gói giấy lại là bóng lại thành quả bóng như vậy để ta học các bạn ha. Và chuẩn bị nếu mà chúng ta nên chuẩn bị một cái vị trí, một cái quăng keo nó dán làm cái mức, được chưa? Rồi đầu tiên chúng ta ôn lại chút xíu, đó là cái kỹ thuật cầm bò cầm bóng ha. Thì chúng ta sẽ cầm bóng trên tay thuận của chúng ta, tay thuận là cái tay nào chúng ta khỏe nhất ha. Rồi chúng ta sẽ đặt bóng lên cầm trên các chai tay, chủ yếu là cái ngón trỏ và út nè, được chưa? Rồi kỹ thuật ném bóng đi. Đầu tiên thì cái tay mà cầm bóng chúng ta sẽ đưa ra phía sau nè, bị tay co lên phía trước nè. Rồi tay không cầm bóng chúng ta sẽ hướng ném, được chưa? Hướng ném đứng phía trước phía sau, trọng tâm dồn vào phía trước, trọng tâm dồn vào phía trước nè. Rồi chúng ta ném tại chỗ, rồi chúng ta ném tại chỗ thì chúng ta gặp người nha. Tay chúng ta đưa từ sau nè ra trước, rồi theo hướng ném nè, ném, chưa? Rồi người chúng ta gặp chân trọng tâm dồn phía trước thôi. Rồi đến giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn giữ thăng bằng ha, giai đoạn cuối cùng là giữ thăng bằng. Thế ta ném tại chỗ, rồi tay cầm bóng co, bị tay co, tay không cầm bóng hướng ném, được chưa? Tay không hướng ném định hướng ném ha. Rồi chúng ta sẽ khi bên ta bắt đầu ra tiếp cuối cùng thì chúng ta thực hiện động tác tay lăn từ sau ra trước ném bóng, đồng thời cho tay không cầm bóng chúng ta đánh mạnh cho phía sau bị giữ thăng bằng. Rồi thực hiện động tác ha. Đối với động tác nếu mà chúng ta chạy đà, đối với động tác chạy đà thì giờ chúng ta khi mà chúng ta gia sức cuối cùng sẽ bắt đầu từ lúc mà cái chân không cầm bóng chúng ta chạy tới chân không cầm bóng chúng ta tiếp xúc đất thì bắt đầu là giai đoạn gia sức cuối cùng, được chưa? Giai đoạn gia sức cuối cùng này thì bắt đầu tay cầm bóng chúng ta nè, và thân người nè cộng với chân sau chúng ta sẽ tạo thành hình cánh cung. Rồi tay không mở tay ra, rồi chúng ta sẽ ném bóng. Rồi còn kỹ thuật còn phần quan trọng nhất đó là phần sau khi chúng ta ném bóng thì chúng ta phải giữ thăng bằng, được chưa? Thì có hai cách giữ thăng bằng. Cách thứ nhất đó là chúng ta giữ thăng bằng bằng chân trước, giữ thăng bằng bằng chân trước ha. Ví dụ như chạy tại chỗ ném nè,
chỗ ném chúng ta bỏ là tư thế chuẩn bị được chưa, tay không cầm bóng không ném, còn ta giữ thành bàn dưới bàn trước. Bằng cách là khi mà ném bóng chúng ta gặp nhanh người về, gặp nhanh người về trước, tay không cầm bóng đánh mạnh ra phía sau, đồng thời nâng chân và nâng chân sau lên, chân sau lên giữ thành bàn. Thêm tác. Rồi. Nếu mà các chị thân mặt thứ hai đó là bật nhanh đổi chân, được chưa? Các bạn bật nhanh đổi chân. Rồi cũng tư thế chuẩn bị giống vậy ha. Nhưng mà khi ném bóng xong chúng ta động tác là đánh tay ra phía sau, cặp ngang lên phía trước và đồng thời bật nhanh đổi chân. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thiện xong kỹ thuật ném bóng bằng tay trên vai. Rồi chúng ta có thể đó là chúng ta ném về vị trí gần thứ hai, chúng ta có thể chuẩn bị một cái vòng tròn ở phía trên cách đây khoảng 2 mét hoặc là một cái ô vuông gì đó trên tường, chúng ta là chúng ta ném trúng đích, được chưa? Ném trúng đích thì tư thế cũng giống vậy, chúng ta cần canh và ném vị trí làm sao cho chính xác nhất trong đích ha. Rồi chút xíu nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn chơi một vài trò chơi với cái được ném bóng này. Rồi cái trò chơi thì hồi nãy thầy đã hướng dẫn cho chúng ta rồi ha, hướng dẫn chúng ta có trò chơi nãy rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi buổi học hôm nay là xong các bạn ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thả lỏng cơ thể chúng ta dễ phục hồi hơn và chúng ta sẽ nghỉ ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu thả lỏng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thả lỏng. Cái đầu tiên chúng ta sẽ thả lỏng là các ngón thở các bạn ha. Bây giờ ta vừa thẳng lên chúng ta thở đều 1 2 3 4, hít vào thở ra 7 8, kết thúc một loạt tập nhịp nữa 1 2 3 4 5 6 7. Thôi ta đứng hai chân ra động nha. Thôi ta giữ đây ha, như người sang bên một chân nè 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi cái chân cơ tay chúng ta 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi đổi tay 2 2 3 4 5 6 7. Rồi ta bỏ lên trong cái này ha, 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi 2 2 3 4 5 6 7. Thôi chúng ta căng phần cơ đùi chúng ta, căng cơ đùi chúng ta cho đến phần chân, nghỉ cái phần chân phía sau chúng ta sát lên mông chúng ta luôn 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7. Thôi chúng ta căng cơ đùi sau, chúng ta ôm phần cơ đùi, ôm cái chân cơ lên ha, giữ đó 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi mở chân 2 2 3 4 5 6 7. Thôi chúng ta ngồi xuống, rồi dụ chúng ta nè, chúng ta gặp người tới trước, dòm kỹ vào kỹ hai của chúng ta vô ha, giữ cho thầy hay là tấm nhịp 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7. Thôi chúng ta bỏ một chân qua bên này, sau đó chúng ta xoay cái người ngược lại, giữ thầy còn lần tấm nhịp ha, 1 2 3 4 5 6 7 8. Thôi đổi chân đồng thời đổi bên 2 2 3 4 5 6 7 8. Rồi chúng ta nghỉ hai cái phần chúng ta lại và sát người ta luôn ha, sau đó ta nhịp mạnh hai cái gối để lên 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7. Rồi xem ta ngồi ha, đặt hai tay ta phía sau là cho tư thế là thoải mái ha, chúng ta đang thả lỏng mà cho thoải mái thôi, gượng gồng quá rồi đặt hai chân thoải mái để ta lắc mạnh phần chân ta, lắc càng càng tốt mà ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3
string chúng ta nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toi. Như vậy là chúng ta đã vừa kết thúc buổi học ngày hôm nay. Thì trước khi kết thúc thì thầy cũng sẽ có một số cái phần dặn dò cho các em về nhà ha. Thì ở những buổi học trước hay là những buổi tuần trước thì chúng ta đã hướng dẫn cho các em về nhà tìm hiểu về bộ môn cầu lông, như là cách tập luyện môn cầu lông, như là cách cầm vợt hay là những bước di chuyển. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về kiến thức của môn cầu lông ha. Chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ thuật cầm vợt ta đã biết rồi nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới những cái kỹ thuật cầu lông cơ bản, như là những kỹ thuật phát cầu. Thì chúng ta sẽ có là phát cầu chính diện, thấp tay và cao tay. Thì này chúng ta sẽ các em về nhà tìm hiểu thầy hai kỹ thuật phát cầu chính diện, thấp tay và cao tay cho thầy ha. Rồi còn về cái bài tập trước chúng ta học cái điều cách cầm vợt đó, cách cầm vợt cầu lông đúng cách thì giúp cho chúng ta có thể là phản xạ nhanh khi phòng thủ nè, ở những cú đập của đối phương. Ngược lại khi tấn công thì cầm vợt đúng cách cũng sẽ giúp chúng ta có được những cú đập uy lực và chính xác hơn đó. Và những bước di chuyển nhanh ha, thì chúng ta về tìm hiểu. Rồi nội dung ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu cho thầy là kỹ thuật phát cầu chính diện, thấp tay và cao tay ha. Rồi chúng ta sẽ tự tập luyện cho thầy. Rồi buổi học chúng ta đến đây là kết thúc ha. Xin chào các em, hẹn gặp lại các em.